chưa làm gì mà hồi sáng giờ chưa xong mà tối rồi mà làm nhiều quá. Trai bưng qua đồng âm nữa. Một cái đeo heo. Cái giò heo á, giò heo nướng á nha, giò heo nhưng mà được ướp muối rồi, giò heo muối xong mà nướng ra nguyên cái cục heo này cái nướng rồi. Cái này nó yếu. Để trên bên này, để trên này. Ê ê ê, tờ giấy này, em leo dưới tí này. Không. Em đây. Không có nữa. Rồi. Chờ trẻ giò này cũng hấp dẫn nha. Nguyên cái cây bự giờ thành cây nhỏ luôn. Đây. Súp măng cua. Súp măng cua. Có cái trứng tròn tròn. Cái này nấu nước, cái này nấu thời gian lắm đấy. Ừ. Rồi làm lâu rồi, sáng tới giờ mà cái lửa đó nó bèo mà nó đi đâu. Thấy cái gì hả? Đâu. Thơm có không? Chắc bớt đi. Có thì là món này món gì vậy? Cream corn, cua khoa nó làm. Cái gì? Cream corn. Ồ, cream corn. Khoa làm hả? Chú khoa giỏi ta. Ồ, cái này mới là hấp dẫn nè, này bánh bánh chicken pie nè. Đó. Bấm làm vô cho bà nội. Chi hả? Chi là cậu làm hả? Chi, tầm chi vậy? Nội ra đi. Tắm mấy mà mấy ông hồng đó. Càng ngày càng nhỏ rồi. Mấy cái máy này giờ nó phải càng ngày thông nhỏ rồi. Nhỏ, nhỏ nhưng mà có vỏ. Nhỏ nhưng mà có vỏ. Rồi, bà ngoại, bà mấy tuổi mà má hồng hồng. Ờ, chị hai bắt đầu selfie rồi. Ủa, ai đó đó. Cái bánh này hấp dẫn rồi hả? Dạ, ai làm cái nữa? Cái này là... cái này của Costco. Ờ, của Costco hả? Cũng làm to với ta hả? Cái đủ selfie bữa nay hơi đông rồi nha. Già cứng quá rồi. Được rồi, được rồi, được rồi. Có cái to không? Có to không? Chuột cái đùi gà này khô quá đã. À, khô.
Con gà này nó hơi nhỏ cho nên là nó khô. Cái đó là muối á. Nhà lấy chân tay không? Chờ, rửa rồi. Dùng chân tay không? Uống gì? Thấm màu chứ. Thấm bên trong luôn á. Ồ, rồi muối ngoài rồi, ướp thấm bên trong luôn. Rồi, cuối hàng liền. Tôi kiểm tra 880 nè. Trời ơi. Mấy tiếng? 4 tiếng 15 phút mà sao mà. Thấy cái đẹp mà đẹp. À, gà đó đẹp. Tươi rồi, sẵn cho nên luôn luôn rồi chứ. Chùi cho bà ướp ra cái này mướt mát này. Công thức cổ điển. Năm xưa á. Đây nè, coi nè thấy mướt mát nè. Công thức cổ điển năm xưa em. Năm xưa là sao? GoPro. Để chậm lại. Thank you.
Còn món bánh xèo truyền thống. Bây giờ cái anh nào rất muối, rất thơm, rất đi rất tiêu thì trong dĩa rồi quay phim một món. Cái muối, cái món gà là muối. Everybody get your chair. Move. No, no drinks. Đây 1, 2, 3 lên Happy Thanksgiving cả nhà. Kiểu món quay gói Việt Nam nói chung cái chất mua thủ. Ủa đó phải có đủ. Thôi thôi thôi. Thôi thôi. Không phải cái loại nhậu. Rồi cũng liền á. Chụp người ta hello. Cái đồ chụp quen nó gì đó.
Do you want someone to film you getting the food? I don't know yet. Let's see. Oh, don't enable him. Okay. Don't enable him. You already asked. Oh, no. She didn't ask. You might as well ask her right now. Hmm? Ask her to I'm good. The video for you. Okay, good. Thank you. Đây, đây cái miếng này ngon lắm nè. Đó. That's incorrect. Incorrect. Dark meat has more fiber. No. White meat has more fiber. No, it has more mitochondria because the brown fat is more mitochondria. What? Okay. Some says the white meat has more fiber. I say wrong. The dark meat has more fiber. Really? Okay. Because it has more mitochondria. Sao sao cái thép nó lại cái white meat more fiber với đây. Cái thép đó. À, họ cho cái nhìn vô con giò tây nhỉ. Cái gravy đó ha. Gravy over here. Okay, oh, cái ham. Don't worry, you're fine. Cái ham đó, quá ngon luôn. Rắc gì lên không? Rắc rồi. Rắc lên. Kéo lên phượt bây giờ. Vậy nó nên không biết hả? Một lát nữa về cô Lít nó hỏi thăm sức khỏe vậy. Tức là có giấy mời á. Giấy mời tội gì không? Ủa thì cái mời là anh đang mới nói chuyện sao? Ờ, mời trước nói chuyện sao? Ghê quá. Ờ, rác ngồi ghê, có giấy mời rồi, nguy hiểm quá. Rồi, còn gì nữa không? Gravy. Ok. Nè, thánh rác gravy nè. Ủa cái đó mà anh rảy được qua cái cuộc trỏ mới hay đó. Lấy luôn dessert không? Hả? Lấy luôn dessert không? Hả? Rồi, thank you. Quà có máy nhỏ thôi chứ thương vậy. Lấy luôn nhạc này, anh bằng đi. Thử nó hết tiền rồi. Hết sự luôn. Cái này hết sự á. Yeah.
trong vòng dốc những nhỏ đó mà gọi là cái khổ cái gì cái tổng cho mình trồng luôn cũng hai cây nữa cả cũng cũng cây nữa người mấy giọt dâu tây nha, dâu tây nha. À, trước. Ai nó uống hết rồi. Trời ơi. Trai thứ chứ. Thôi, thôi, thôi. Đấy, cái này mạnh hơn champagne nhiều. Dài rồi bự dữ quá. Mà gây tờ. Cái này căn bản của nó vẫn là nước dầu tây nó trộn như là vodka. Nó cũng nặng lắm mà thấy không? 12.7% rượu mà. Dâu tây với lại vodka vậy thôi, căn bản. Và kho hai cái này có túi chương rồi này không có. Thank you.
Well, who got a lot of candy? Can I have one? Yes, yes. Mama, ow! Huh? Can I put it on top of you want to put it on? Oh, and this sneaker. Sneakers. I love sneakers. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ video này. Hẹn gặp lại vào video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.